Đây này. Dạ nó thơm phức như thế này này. Thơm như mít thế này này. Đây, tỏ này. Ui đẹp này. Đấy, bác làm này, bác thấy bác lấy tỏ cái là làm thử mới cho bác không? Đây. Có trứng này. Cái này chắc cửa sau hái được. Ờ đúng rồi, trứng đầy ắp luôn này. Đây, đẹp không? Làm đúng cái vị trí của nó luôn này. Đẹp. Đẹp rồi. Đây. Thơm đúng là thơm như mít luôn. Nào nhà Yến nó sinh khí như thế này, nó tốt thế này cũng được. Ui tuyệt vời. Đẹp này mà. Tổng đẹp. Đẹp, ý tranh trắng tinh như cước luôn. Nhìn tổng không kìa, ui đẹp không? Đúng bạn. Sướng thế này nào, đúng rồi. Nhà Phúc Đức tại mẫu. Ui giời. Nhà mình đã ở từ ngoài đấy rồi. Ừ. Ở ngoài đấy trước. Kêu trong rồi. Chư xe ra lai đấy. Đấy. Trước cắt cái chân cái lỗ đây rồi này. Đấy được cắt rồi đấy. Kính thưa quý vị, hôm nay ông tôi trở về chư xe. Tôi kiểm tra cái nhà yếm của bác này tôi giải cứu cách đây hơn năm bác nhỉ. Ừ. Ra đây giải cứu. Đúng đặt tiêu chuẩn ISO 9002 rồi. Cắt to ra tí anh Long, nó nhiều phân quá này. Nhiều mùi quá này. Tuyệt vời luôn này. Làm cái này chứ. Trong đây mới nhiều này. Trong đây mới nhiều này. Ui. Đều phần này không? Đều. Này, đợt này mới, phân mới nhiều này. Tăng rõ rệt luôn nhỉ. Nhưng mà vừa rồi mất mấy tháng bị trứng đàn nó trời lắng ấy. Là không phải chỉ mất đi ăn đâu xa. Ừ. Tỏ này, tỏ trắng tinh như thế này, đây mới đạt tiêu chuẩn tỏ ISO 9002 này. Đấy. Đấy, tỏ nó phải đẹp trắng tinh như thế này. Đấy. Tỏ này mới được xuất khẩu đây. Đấy. Xuất khẩu vào mồm. Xuất khẩu thành thơ. Ui trời ơi. Được lắm rồi. Đấy, nhà này giải cứu nhá. Đấy. Nhưng mà vẫn chăm sóc cho anh em bình thường, vẫn nên cà phê, cà pháo, tứ khoái vẫn đầy đủ hết. Đây. Trong đây mới khiếp này. Trong đây, trong đây nó mới khiếp, khiếp hồn này. Đấy, đấy, trong đây nó mới khiếp, bác làm rồi, thổ lên. Úi giời ơi, chưa xê anh em ơi. Đây, trong đây lấy rồi này, đấy, lấy rồi làm lại này. Đấy, lấy thì vẫn chưa hết chân tổ. Ui giời, hai tổ liền. Ui giời, này. Đây, tổ này, hai viên này. Đấy. Đúng tứ khoái rồi này. Là sau lấy hết chân tổ nhé bác Nam nhé. Là sau lấy là lấy cạo hết chân tổ đi nhé. À, cạo hết chân rồi. Đúng rồi, lấy hết chân tháo cái mít ra. Anh em thường anh em cho tôi dụng chim cho nhà bác Nam chứ xê. Đấy. Tứ khoái. Bốn cái khoái đời, bốn cái khoái khoái hết. Đây nhà này là nhà là cái kho để tiêu cái bình cà phê chuyển thành nhà Yến này. Đây này là ui giời, tỏ này, tỏ này, cứ khoái rồi này. Ui giời ơi, được trứng lấy được mấy nàng này bác Nam ơi, được trứng lấy mấy nàng rồi. Cao lắm, à, được 2m2 à, sàn 2m2 thôi. Đây có cái này nó lửa con keo nó rộng. Ờ, đúng rồi. Có con keo quá. Ui, chim này. Đấy, bật điện lên, trời sáng này, chim nó bay nó không có bị va chạm vào cái bật tường. Ui, đấy. Lên tầng trên xem sao. Đây hôm nay khi phân nó nhiều ấy là phải cắt cái chân này ra để cho mùi phân nó xả. Ngày xưa nhiều lúc mới làm đấy là ít mùi phân quá mình giữ lại một tí, còn hôm nay nó nhiều là mình phải xả mùi phân ra để cho nó có chim mới vào. Lên tầng trên một tí, lên tầng trên nào.
ô cái thang. Đây nhà này tôi cũng kiểm tra mấy lần rồi, tôi mới lên được 3 lần. Đấy. Anh ông bắt xem cái thang bên trên kia xem nào. Này ông ấy mà đục cái sàn sàn bên kia sang thì chim sang quái thích lắm này. Mấy trong người ta bắt ở trong kia. Đấy này, nó có cái móc ấy. Khổn lắm, làm khổn lắm. Này nó móc vào là không bao giờ lại chặt chân được. Trời, đập chiều lắm. Có một thằng nó giữ đây đây rồi là không bao giờ sợ chết. Thúi thúi à? Thúi thúi là con chim chết đấy. Trên này nó nhiều. Trên đây nó rất nhiều. Trên đây nó kinh khủng rồi. Đây. Có một cái ông suốt ngày xem video của tôi, bảo tôi không quay tổ nên tôi quay tổ cho ông xem này. Ông vào ông mở mắt ra đi. Đấy, tôi quay tổ cho ông xem này. Ông suốt ngày ông bình luận tầm bậy tầm bạ trên cái YouTube của tôi. Hôm nay ông xem được thì ông nhìn vào đây này, tổ này. Tôi bảo ông ấy làm này, chim bay, ông bảo chim bay ngoài con thua này, tôi không quay chim bay ở ngoài nữa, là tôi quay tổ cho ông xem này. Đây tôi quay tổ cho ông xem này. Này tổ đây, ông xem đi. Một năm, sau một năm là, sau một năm nhà này không có tổ nhé. Không có chim luôn, được như 10 tổ là gì đó. Này. Mấy trăm mét vuông mà chỗ nào cũng kín hết. Tôi quay tổ cho ông coi này. Tổ đây này. Ông quay đi. Bình luận teo leo rồi đấy đó. Này, tổ này người ta lại lấy rồi, người ta có tổ này. Ông bình luận vớ vát vớ vẩn trên cái kênh của tôi. Ông xem một biến bình luận vớ vát vớ vẩn. Tôi đang làm một cái video để cho anh em nhảy yến, người ta tự sửa cái nhảy yến. Ông cứ vào ông cứ nhảy, ông bình luận lung tung. Tôi quay tổ cho ông xem ấy. Còn mấy ngày nay tôi đi nghiệm thu nhảy yến ấy. Tôi quay tổ cho ông xem này. Ông xem đi. Này. Ông xem đi. Này tổ này. Ông hết sức bệnh bạ, ông suốt ngày ông chấm đấy. Mà không sao, ông đặt cấp thấp thì ông có thể ngồi cái ghế dưới này, tổ này. Đấy. Tôi quay tổ cho ông xem này. Ngày này anh ở Chi C. Tôi làm 1 năm rồi đấy. Anh em nào xem video nhiều thì anh em biết. Tổ này, đây, tổ đây này. Ngày này đến tổ đi nữa. Về đây. Chúng nào có tổ không? Mấy này tôi nghiệm thu nhảy đến đây, tôi đi nghiệm thu luôn. Tôi đi kiểm tra luôn, anh em này tình nghĩa lắm. Anh ấy, ở Chi C anh ấy điện cho tôi cứu anh ấy. Nhà này ở Gia Lai làm mấy năm cũng có. Tôi làm lại. Đấy, điện đón tôi mắc vào cho nó sáng trưng cái nhảy đến, chim không bị va chạm gì cả, tổ đây. Con nhảy đấy này. Đi mảnh hết từng người chưa thấy không hết được, cái nhà yến quá rộng luôn. Tổ này chân này, tổ này, tổ này cứ vớ vẩn trong đây tổ luôn. Cắt cái chân ra là này là nó quá nhiều phần nhiều chim đến lắm. Hơi lặng mùi nhé, hơi nhiều mùi phân quá này bác nào. Mùi phân hơi nhiều đây. Nhiều có con chuột chết. Chắc bỏ bả hả? Bỏ bả thì nó ăn. Bỏ bả xong rồi phải kiểm tra. Chết thì lấy ra chứ mùi tối quá. Chắc là có thể chỉ ra đấy, tôi cũng kiểm tra cái nhà yến của Gia Lai. Tôi làm đây được 1 năm rồi.
đấy cũ đây tàu đây này. Nó nhẹ lắm. Hết mùi cũ mùi con chuột thối ôi giời. Đấy cắt cái này. Đấy, ok rồi xong rồi nhá. Ok chào bác. Chào bác thôi. Đấy tàu này đây là lấy hơi nhiều á rồi mới cứng đấy. Rồi cắt hết chân này là ok rồi. Kiểm tra cho anh em thôi, không phải suy nghĩ gì về nước Mỹ. Nhà này tôi giải cứu rồi. Đấy, không phải giải cứu là tôi làm xong rồi tôi bỏ anh em đâu. Anh em cứ quan sát xong rồi anh em bao quay video anh em gửi cho tôi sẽ hỗ trợ tiếp theo. Một lần nữa cũng cảm ơn quý vị, hẹn quý vị trong cái video clip lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.